Quý vị và các bạn thấy sao? Một không gian rất lý tưởng để chúng ta có thể thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng phải không nào? Tuy nhiên Mạnh Tùng lại có một vài mối lo đối với khu vực này. Đó là khi mà chúng ta phơi phóng quần áo, rất có thể đồ sẽ rơi xuống. Rồi đặc biệt là trẻ nhỏ, mấy em nhỏ bây giờ nghịch ngợm lắm, lại quăng đồ xuống hay là thậm chí treo lên lan can rất là nguy hiểm. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, khi ở nhà cao tầng, đặc biệt là nhà chung cư, mọi người thường có xu hướng là trang bị thêm hành lang hay ban công của mình một phần lưới bảo vệ để an tâm hơn khi mà con trẻ, đặc biệt là những bé nào mà nghịch ngợm ấy hay vui đùa ở đó. Và có lẽ quý vị cũng đã biết, đối với những loại lưới bảo vệ trước đây thường rất là thô kệch và khô cứng, ảnh hưởng không nhỏ tới thiết kế của ngôi nhà cũng như tính thẩm mỹ. Vậy nên ngày hôm nay Mạnh Tùng muốn gợi ý tới quý vị một mẫu thiết kế được rất nhiều người ưa chuộng vào thời điểm này. Thứ nhất là nó đảm bảo tính thẩm mỹ mà vẫn có được sự chắc chắn và bền bỉ theo thời gian. Một mẫu thiết kế mà quý vị thấy đấy rất là thanh thoát nhẹ nhàng, đặc biệt là chúng ta có thể gia giảm thêm một vài những phụ kiện như là một chậu hoa chẳng hạn để khiến cho ban công trở nên mềm mại hơn. Thực tế là mọi người rất cần một chiếc lưới an toàn, nhưng nó vẫn phải đảm bảo cả tính thẩm mỹ nữa. Và đối với thiết kế này, quý vị có thể thấy đó là chúng ta dễ dàng trang trí hay là có thêm một vài những dụng cụ đồ đi kèm như là một chậu hoa hay là một bức tranh chẳng hạn, sẽ khiến không gian trở nên xanh cũng như là mềm mại hơn. Khi mà quý vị sử dụng những loại thiết kế thế này thì chúng ta có một ưu điểm, đó là người khác nhìn vào khó nhận ra là nhà mình có hẳn cả một dàn, một mạng lưới bảo vệ an toàn. Khác với những kiểu truyền thống trước đây, nó khá là khô cứng và tương đối là cồng kềnh, khiến cho thẩm mỹ của ngôi nhà bị ảnh hưởng. Và ngoài ra, đối với việc là chúng ta có được một tấm lưới bảo vệ an toàn thế này sẽ rất là an tâm khi mà để trẻ nhỏ chơi trong nhà. Bởi vì như quý vị đã biết, trẻ nhỏ rất là hiếu động, các em có thể ném đồ đạc qua ban công và khiến cho những người ở dưới gặp nguy hiểm, hay thậm chí là các em có thể treo lên bàn và treo qua ban công nữa, rất là không an toàn một chút nào. Vì vậy, những chiếc lưới này đang được nhiều người ưa chuộng. Thực sự ban công là một vị trí khá độc đáo trong mỗi ngôi nhà, đặc biệt là những ngôi nhà chung cư, nhà cao tầng. Ở đó gió rất thoáng mát, và nếu mà chúng ta khéo léo bài trí, nó sẽ trở thành một không gian giải trí và thư giãn rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mà lắp những cái dàn an toàn, dàn lưới bảo vệ không đủ tiêu chuẩn cũng như là quá thô kệch, nó sẽ khiến cho không gian này của chúng ta bị ảnh hưởng. Và đặc biệt đó là, quý vị xem, chúng ta có những dây thép chắc chắn, bên trong là thép, bên ngoài được phủ nhựa, vậy nên nó sẽ đảm bảo sự bền bỉ theo thời gian, tránh tình trạng là bị mưa nắng ảnh hưởng khiến cho dây thép này bị rỉ hay là bị cong vênh. Rồi ở phần khung cũng rất là quan trọng, quý vị nên lựa chọn những phần khung mà được sơn phủ những lớp chống rỉ, chống bảo mòn, và ngay cả phần lõi thép cũng phải được đảm bảo về độ chắc chắn nữa. Bởi vì khi mà lắp đặt thì dây thép sẽ được kéo căng ra, nếu như toàn bộ khung thép không đảm bảo được chất lượng và độ cứng, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền của dàn khung bảo vệ này. Đối với dàn lưới này rất dễ để chúng ta sửa chữa cũng như lắp đặt thêm, bởi vì nó là những cái cấu tháo rời, thì đối với dàn lưới bảo vệ này chi phí khá là rẻ, chỉ khoảng 300.000 cho mét vuông mà thôi. Một vấn đề mà nhiều người cũng nên quan tâm khi mà chúng ta quyết định lắp đặt một dàn lưới an toàn, đó là kết cấu kết nối giữa phần hành lang, có thể là phần khung bằng sắt hoặc là khung bằng bê tông. Thì về cơ bản, khung bằng sắt luôn tạo cho chúng ta một nét thanh thoát hơn so với sự cục mịch của bê tông. Và ngoài ra, chúng ta có thể trang trí thêm dễ dàng hơn, cũng như là bảo trì bảo quản cũng đơn giản, với điều kiện là quý vị lựa chọn được thiết kế cũng như là chất liệu phù hợp với điều kiện cũng như là nhiệt độ tại Việt Nam. Ngoài việc đó là chúng ta lắp đặt lưới bảo vệ cho khu vực ban công, thì đây cũng là một thiết kế khá độc đáo để quý vị ứng dụng trong các ngôi nhà thông tầng hay là những khu vực như là cầu thang chẳng hạn, sẽ khiến cho không gian được mở rộng ra hơn cũng như thoáng đãng hơn rất nhiều. Đối với một dàn lưới bảo vệ thông minh, chúng ta không chỉ đảm bảo vấn đề về thẩm mỹ này, ánh sáng và luồng gió lưu thông tốt, mà đặc biệt khi mà quý vị chúng ta nhìn ngắm khung cảnh xung quanh cũng không bị cản trở tầm nhìn. Thực sự đây là một cách rất tốt để chúng ta đảm bảo thêm cho không gian giải trí và thư giãn. Rồi, đợi mình một chút, mình sẽ đo chính xác lại kích thước nhé. 1m2. Wow.
như vậy là khoảng 3,5 mét. Mình đo rồi, kích thước ban công là 3,5 mét, thì giá thành dành cho lưới an toàn của mình là bao nhiêu? À vậy hả, rồi đến lắp giúp mình luôn nhé, cảm ơn bạn. Như vậy là với diện tích khoảng 3,5 mét, Mạnh Tùng tốn khoảng hơn 1 triệu đồng để làm lưới an toàn, nhưng đó là một khoản chi phí đáng giá, bởi vì Mạnh Tùng sẽ an tâm hơn trong việc là phơi phóng quần áo, đồ đạc không rơi xuống, và đặc biệt là an toàn dành cho trẻ nhỏ. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được một gợi ý để chúng ta giúp cho ngôi nhà trở nên thanh nhã hơn, đẹp hơn, thoáng hơn và đặc biệt là an toàn hơn với những thành viên trong gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào.